Nikon D Bright, cái Nikon D Bright này so sánh với cả cái Nikon D thường thì thực ra được boost rất là nhiều. Tại vì Nikon D Bright có 22% trong kiểu grid gen, trong đó thằng kia chỉ có 10, nên là kiểu ý là cái lượng grid này nó khiến cho lượng thay đổi, đam thay đổi, tổng đam thay đổi rất là đáng kể. Mà chưa kể đam grid đam cũng lên 2.4. Nói chung là cái mặt grid nó kéo đam nó rất là nhiều. Sau đó thì cái vụ tớt thì có vẻ như là không thay đổi, tại vì 36-35% đặc điểm thì nhau. Vân vân và vân vân. Về mặt sát thương thì theo kiểu cây kia lúc trước là thuần điện, có nghĩa là đi con đi lúc trước là có điện được không, nhưng mà lúc sau thì lại có thêm impact slash và puncher. Thực sự thì tất nhiên là cây Nikon D Bright vẫn có điện các bạn hiểu không, nhưng mà cái đoạn mà thêm impact slash và puncher vào ấy mình thấy là một sự lãng phí, tại vì nó khiến cho cái lúc này thì vũ khí nó sẽ proc lung tung, nó sẽ không còn proc thuần element nữa. Hiểu là ngày trước nó có mỗi điện các bạn hiểu không, giả sử ngày trước nó có mỗi điện thành ra mỗi khi block slot thì dính mỗi điện mà thôi, giờ mà nó ra cả mấy thứ lung tung bù xịt này nữa thành ra là khi nó block nó sẽ block lung tung, có nghĩa là nó vừa ra điện, nó vừa ra cái impact, vừa ra slot, vừa ra puncher. Tất nhiên là tỷ lệ sẽ không cao lắm nhưng mà nó vẫn sẽ ra, và khi nó ra như thế là nó cướp mất tỷ lệ block những thứ hữu ích hơn. Thành ra giả sử như cây Nikon D thường này các bạn build, chẳng hạn như các bạn build xong nó ra mỗi corrosive ấy, gần như là với 91% này gần như là phát nào cũng dính coro rồi, có nghĩa là cứ chúng ta đánh 10 hit thì phải đến 9 hit là chúng ta dính corrosive. Còn sau khi chúng ta build cái cây chết tiệt này xong thì chẳng hạn như các bạn thấy sau khi build xong nó ra những thứ nhảm chip bên trên nữa, tất nhiên là thành phần nó không cao nhưng tổng của nó cộng vào cũng gần gần được khoảng 1/4, 1/3, thành ra chẳng hạn như cũng đánh 9 phát đấy, đánh 9 phát ra thì thay vì đánh 10 phát thì ra 9 phát coro, thì bây giờ đánh 10 phát ra được có 5-6 phát hoặc 7 phát coro thôi, nó lại mất thêm 2-3 phát được cái impact bắn trượt slant, nhưng mà nó chả điểm gì, tại vì quan trọng là những cái vũ khí mà có kiểu thuần element đúng không, những cái vũ khí thuần element và những cái vũ khí có sự tốt rất là khủng như này thì là phần nó nghiền chết quái cao hơn là chờ cái slant của nó. Thành ra xét vào mặt đó thì cây Nikon D này là cái vụ thay đổi bit dam này, thay đổi cái các cái thử đoạn bit dam này là một thứ ngớ ngẩn thôi, bù lại nó cũng được cái grid gen với cái grid dam kéo lên rất là nhiều, thành ra là có thể nói là Nikon D Bright được Nikon D Bright là có thay vụ thay đổi bit dam ngớ ngẩn, nhưng bù lại được grid gen nó kéo lên vẫn đi được lượng dam rất là lớn đấy. Chứ nói thật là nếu mà theo kiểu nó thay đổi bit dam mà cái grid gen nó đéo kéo lên thì đánh như lộn ý. Ok, bây giờ quay vào bảng build. Về bảng build thì cây Nikon D này nói chung là nhiều người bảo cái vũ khí này đánh ngắn nên không nên cho rig, nhưng thực ra thì cái cây này cái rank của nó ảo lắm. Nếu các bạn cho primary rig thì sự rank của nó, cái rank của nó rất là ảo. Đâu nhỉ, từ đây nói chung là móc đam condition double load rồi brute rớt cho nó gì bright rig berserker, tại vì cái này grid gen cao rồi, ok tất nhiên là berserker rồi, drifting contact cái này for sure, hoặc là sử dụng body cao, nhưng thường thường bây giờ ai chẳng dùng drifting contact. Hai móc element 60, tại vì đẩy cái slot lên chẳng mắc gì. Thực ra thì cây này nếu ai thích hy sinh một slot điện độc, một slot độc ấy, hy sinh cái slot độc để đút cái prime fiber chai thì cũng được, nó sẽ đẩy đam lên rất là lớn nhưng mà cũng sẽ mất nhiều slot tớt. Tại vì sao? Tại vì cây này như nó nói bết slot tớt của nó cao, thành ra khi chúng ta nhét móc slot tớt thì nó kéo nhiều lên, và nếu chúng ta bỏ móc slot tớt đi thì nó kéo nhiều xuống. Đấy, thành ra giữa một việc là đam với nhiều với việc slot tớt nhiều tùy các bạn, chứ thực ra chả người để nhiều. Tôi thực ra thì nói thật nhé, đến bây giờ tôi chả sử dụng móc này. Tại vì thực sự thì slot trên mili nó rất là quan trọng ấy. Tại vì do mili nó không có multi shot. Khi kiểu các bạn dùng súng nó có multi shot ấy, các bạn bắn một lần nó ra 3-4 viên đạn cùng lúc thì cái tỷ lệ nó cũng dính slot cao hơn. Nhưng mili thì nó đánh ra từng hit đánh, nó chỉ chém 1 ra 1, chém 2 ra 2 thôi, chứ làm gì có chuyện chém một phát ra 10. Đấy. Thế ra là cái slot mình vẫn thấy slot rất quan trọng trên mili hơn. Ok, đây là bảng build này. Đây là bây giờ thử nghiệm trên thử nghiệm nhá. Đây thì bây giờ mình tắt bảo AI, bật bất tử lên để người không sẽ nện mình ra bã. Đây với quái 165 thì bây giờ trước hết các bạn nhìn cái rank của nó này, các bạn nhìn cái rank của nó này, các bạn không thể bảo cái rank này là bé được đấy, đúng không? Nó không thể dài như kiểu dòng coi hay là dòng giáo hay là dòng thương, nhưng các bạn để thấy là cái AOE của nó ấy, do cái cây cái kiểu các bạn phải hiểu là cái kiểu đánh của cái dòng cô nhị khúc ấy, nó cua xung quanh người, thành ra nó tạo thành một cái gần như thành một cái AOE đia đam con người các bạn. Đây như các bạn có thể thấy này, cái phạm vi đánh của nó khá là rộng nếu mà nói về xét toàn thể quanh người bạn. Đây
mới đầu thì có vẻ không xì nhê, nhưng về sau thì cái điểm chết nhanh do kiểu cái tốt nó cao sẽ lột armor đấy, mà theo kiểu cây này lại còn multi hit nữa. Multi hit là theo kiểu nó đánh một đòn, một đòn nó quay nhiều lần ấy. Nếu mà giữ chuột phải thì nó đánh kiểu này à? Thử không giữ chuột phải, mà không giữ chuột phải thì cũng tạm tầm rồi đấy, thử xem cái combo của nó. Tức là mình chơi cái dòng này ít lắm, mình không thích cô nhị phúc trong, nói chung mình ghét hàng tàu nên mình không quan tâm lắm. Thâu e bóng e, nói chung là nó mấy combo khá là khó dùng. Thành ra một là các bạn sửa bom e bình thường thôi, sửa bom e bình thường nó đánh như thế này, nhưng mà nó không có vẻ như không được liên tục lắm. Thành không được liên tục thì nha, sửa tớt nó đi không được liên tục lắm thì cũng không hay. Nếu thế thì cứ đánh cái combo giữ e đi, à có nghĩa là giữ chuột phải, vừa đánh e vừa giữ chuột phải. Cái đánh e, cái vừa đánh e vừa giữ chuột phải này mình thấy đam vẫn trâu hơn, nghĩa là nó multi hit nhiều hơn, lột giáp nhanh hơn đấy. Như các bạn thấy là đối với quái 165 nó vẫn giết được với tốc độ bình thường như thế. Nếu mà hiện giờ là do cây Nikondi này thì hồi trước gần như không ai sử dụng ấy, thành ra Reven nó khá trâu. Tất nhiên là bây giờ có Nikondi Bright thì sau này Reven sẽ tụt dần rồi, cái đấy hiển nhiên. Bây giờ thử test với cả quái là của level 60 thôi. Chắc là đối với quái level 60 thì là cái quái chúng ta thi thoảng hay gặp ấy thì nó gọi là gì nhỉ? Gần nó giống như là không đánh thì đúng hơn. Vì quái nó mình chưa kịp đệ mọi người nó đã nát vụ nó mẹ rồi. Đấy các bạn nhìn rank này, nhìn nhá. Đấy, nói chung là tôi không khuyến khích là mọi người dùng rank trên cây này. Nhưng mà tôi ý tôi là theo kiểu các bạn đều dùng được. Tại vì các bạn thấy là nó rank không hề bé. Mà nhất là gặp đoàn quái đông nữa thì càng vui. Nè, các bạn thấy không? Rõ ràng tôi đánh về phía trước, thằng bên hông ấy vẫn chết. Cái rank của nó khá là ảo mà. Đấy, đối với quái kiểu thấp 60-90 thì đánh cũng tầm tạm. Nên cây này mình hết revamp mà thì nó thật đánh quái 60-90 đéo cảm xúc thì nó mạnh quá. À, chính xác là cây Nikondi Bright này nó thực sự là một vũ khí vô học chứ. Tuy là startup của nó không phải là quá cao, nhưng thực ra thì thường thường những cây khác là startup crit chain khoảng 30% vân vân thì cây này 20%, nhưng mà với cái crit dam, tóm lại là cây này là crit chain ổn, crit dam tốt và có startup gọi là startup khủng. Chính vì thế nó kiểu nó kéo lên, nó kéo tổng thể vũ khí lên quá là cao. Ok, thế tóm lại cây này như thế thôi. Còn do đánh này cứ do sở tốt nó cao này thì cũng chả cần vài rùa, đánh có bớt thì cứ tương gác là cho thôi, thế thôi. Đánh infest thì cứ để nguyên coro cũng được, hoặc là một số người thú tính thì có thể build blast, đánh infest build blast được, tại vì blast thì vẫn đưa nhiều đam cho infest và chút kiểu nó cũng khiến cho infest nó ngã ra ấy. Thực ra đánh infest dùng blast hay dùng coro thì đều như nhau, đều khỏe cả, nhưng mà tôi ít khi dùng blast kiểu để kiểu ý là lười ấy. Chẳng hạn như các bạn để chung bảng của Coro cho cả bọn có armor với cả bọn effect ấy, đỡ phải đổi đúng không? Thế là lười thôi. Thế đấy, nói chung bia lên mình đổi sao phù hợp với các bạn nhé. Giả sử nếu mà ai không thích ai mà không thích theo kiểu sự rig để theo kiểu phạm vi CC ngon lành như vừa rồi nhá, thì các bạn để vứt rig đi. Thì tôi tư vấn cái slot cuối này thì các bạn nên sử dụng cho tôi cái organ shatter đúng nhỉ? Đây, nên sử dụng cho tôi cái organ shatter này để tăng crit dam lên, thấy chưa? Nếu mà lựa chọn sử dụng organ shatter với cả true steel tăng crit chain ấy thì tôi khuyên là nhét organ shatter, nó tăng nhiều đam hơn rất là nhiều. Tại vì ngày trước là nó không có cái móc brute rớt, còn cách đây vài năm nó ra brute rớt rồi thì thật sự đó true steel chả đem gì. Tại vì true steel này mang tiếng là nó stack được với brute rớt, có nghĩa là sau khi các bạn đút true steel lên nhá, nó tăng crit chain lên 35 đúng không, thì cái 35 này sẽ được nhân nhiều lần lên bởi brute rớt. Có nghĩa là một cái là nhân nhiều lần 22 với cả một cái là nhân nhiều lần 35 lên, tất nhiên nhiều lần 35 lên cũng lợi, các bạn hiểu không? Nhưng tổng ấy có khi là sau khi được nhân nhiều lần lên cái tổng chẳng khác gì nhau lắm. Cứ giả sử nhân 5 đi, giả sử Bruce Rack tách được 5 lần đi thì giả sử nhân 5 đi thì giữa một lần các bạn khoảng 100% crit chain với cả một lần các bạn có khoảng 150% crit chain. Có nghĩa là giữa 100% với 150 ấy chênh nhau 50% crit chain ấy thì ok. Nhưng mà thực ra ấy, nó không thay đổi sẽ cái tổng lượng đam sát thương gây ra ấy, nó không thể mạnh bằng organ shatter. Tại vì giữa các bạn đi 100% crit chain thôi, nhưng mà các bạn nhân 4.6 với cả nhân 2.4 nó khác nhau lắm. Thế em mình vẫn khuyên là nếu mà bảng build của các bạn không đủ slot ấy thì móc crit dam kết hợp brutus ấy luôn lợi hơn là móc crit chain cộng brutus. Nói vậy thôi, thì cây này thì nếu mà ai muốn móc dam build như này, ok, element vẫn tùy theo các bạn. Cây này thì nếu mà các bạn nào muốn kiếm revenge cho nó thì do revenge nó khá là mạnh, giờ dispo đang cao thì thực ra chọn thì cũng được.
Thực sự thì chọn mình khuyên là nên chọn cho nó element, tại vì nói thật là cây này nó vẫn thuộc loại đánh theo element tốt hơn đánh thuần đam slot, tại vì slot nó cũng không phải là main mà nó lại có sẵn điện nữa cơ. Cây này có sẵn điện thành ra thực ra nếu mà ai thích thì có thể bớt bớt móc này đi này. Nếu mà đánh với cả bảng Coro thì sau khi các bạn bớt đi nó vẫn ra được Coro ship, tại vì nó có sẵn điện rồi, điện cộng với độc nó vẫn ra Coro ship nhưng mà thành phần không cao. Thành ra nếu mà ai thích thì vẫn có thể vứt móc điện đi để đút móc Crit Chain này vào. Đấy, đấy là bảng đánh với cả bọn có Armor với cả bọn đánh với Infest nhé. Nhưng tất nhiên là do nó có sẵn điện thành ra điện không không thể không có cách nào để phối điện ra gas được, thành ra nếu mà build gas thì chúng ta vẫn phải nhét hai slot element thì mới ra được gas, chứ không thể cách nào để biến cái điện có sẵn ra gas được. Sau khi mình móc xong kiểu gì nó cũng sẽ ra gas cộng với điện gốc này, các bạn thấy không? Đấy, thành ra cái trường hợp mà chỉ cần một móc độc ấy để đủ ra Coro chỉ hợp với trường hợp build Coro mà thôi. Đấy nhá, nếu mà ai muốn thì có thể đút lên chu tia vào ô này. Đấy, để bảo bảo amo có thể dùng trong trường hợp này nữa. Đấy, nói chung là nó các cái tư mình tư vấn nhá, tùy các bạn. Như mình ấy, như mình có thể mình sẽ vứt này đi, mình sẽ nhét organizer dưới. Sau đó thì lại sử dụng Brim Brick ở trên để mình muốn giữ Brim Brick, mình muốn giữ rank rộng của cái này cơ. Thế thế thì và bây giờ mình sẽ đưa đến vấn đề nào nhỉ? Chắc thế thôi, chả cần phải nói cái vấn đề gì nữa. Thôi, nói chung là nhận xét thì cây này như đã nói cái Riven nó hiện giờ Depo đang cao ấy thì các bạn có thể chọn nó Speed, tại vì cây này thực ra đã nhanh rồi nhưng nếu mà có thêm Speed thì còn tốt nữa. Có thể chọn Speed đánh, có thể chọn Element này thì Element nên chọn điện độc cho dễ phối. Nhưng nếu mà chọn độc là dễ phối nhất, thật sự nếu mà chọn độc là dễ phối nhất trong tất cả các Element phụ ấy thì như đã nói Element là stat phụ, nhưng nếu có stat phụ dễ thay. Tại vì nếu các bạn thay vào bảng build này thì các bạn chỉ thay cho ô này hoặc ô này, chứ gần như là hoặc là ô này. Chẳng hạn như các bạn thể kiếm một cái combo du, chẳng hạn như là cái này là combo duration đúng không? Chẳng hạn như các bạn kiếm một cái revenge như là cộng crit dam cộng crit chain cộng combo duration chẳng hạn. Đấy là các bạn thay vào ô này. Hoặc là các bạn cộng 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 một cái chẳng hạn như là cộng rank này cộng attack cộng rank này cộng melee dam này cộng crit chain này. Đấy, có thể đút luôn thay ô hích được không? Hoặc là cộng độc này cộng đam này cộng crit chain này có thể thay cho ô độc đấy, hiểu không? Chứ nó dễ thay, chứ thực ra nếu mà các bạn kiếm được những cái crit chain chẳng hạn như là cộng điện này cộng attack speed này cộng crit đam này thì cũng được, nhưng mà do nó cộng điện đúng không, thành ra chúng ta không thể thay được vào ô nào trong ô này cả, sẽ phải đành phải thay vào ô này thôi. Đấy, hiểu chưa? Nói chung là revenge thì thay thế cho những cái ô nào mà nó không quá quan trọng, chứ thực ra nhé, revenge đéo thể thay thế cho ô này, revenge đéo thể thay thế cho ô này, mà Riven cũng đéo phải thay ô này, thì thường thường là cây này đánh theo đường grid thì Berserker sẽ cho nhiều speed hơn, trừ khi là các bạn phải có một speed trên, các bạn phải có speed trên một cái stat phụ cơ, có nghĩa cũng không thể thay được cái này. Các bạn có thể cộng lên speed với điều kiện chẳng hạn như là cộng độc cộng speed cộng melee dam trên một cái Riven chẳng hạn đấy, chứ cũng không thể, tại vì trên cái speed trên melee ấy, tôi đảm bảo cái phần speed trên melee ấy không thể cao hơn cái Berserker được, không thể thay thế được ô này được đấy. Hoặc là như rank ấy, rank thì tất nhiên nó cộng đấy nhưng mà chúng ta có thể thay thế vào vì nó không quá là must have của ông, nó không bắt phải bắt buộc. Vì thế nói chung là Riven thì có nhiều lựa chọn nhưng chỉ thay những cái ô nào không quá quan trọng thôi. Vì thế, nói chung là riêng riêng trên melee thì mình khuyên là nên các kiếm các melee các Riven 3 cộng hoặc là 3 cộng 1 trừ. Chứ trên Riven mà sử dụng kiểu 2 cộng với cả 2 cộng 1 trừ. Không, tôi nói không phải không tốt nhé, trong trường tùy trường hợp thì nó vẫn rất tốt nhưng mà nó khó để thay vào các slot ấy. Tại vì 2 cộng với 2 cộng 1 trừ rồi cái stat nó ít quá, không biết phải thay cho ô nào trong bảng build của bạn. Vì thế trên melee đa phần tôi toàn chọn 3 cộng hoặc 3 cộng 1 trừ, đó là cái quan điểm cá nhân với cả cái kinh nghiệm cá nhân thôi. Thế nhá, bye bye.